Ông Trump so sánh Nga với cỗ máy chiến tranh đã đánh bại Hitler. Quân Nga truy quét lữ đoàn Azov số 3 tại nhà máy than cốc. Nga nói nhổ được cái gai ở tảng ngạn Dnep. Thủ lĩnh Hamas đến Cairo đàm phán. tàu chiến Pháp đánh chặn máy bay không người lái tại Biển Đỏ. Nhân viên kéo dài đình công, tháp Eiffel đóng cửa ngày thứ hai liên tiếp. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin sẽ là những tin tức cập nhật mới nhất về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trong một phát biểu mới đây đã so sánh Nga với cỗ máy chiến tranh đã đánh bại Hitler. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn mới đây trên kênh Fox News đã gọi Nga là cỗ máy chiến tranh đã đánh bại Napoleon và Hitler. Đồng thời, là một quốc gia lớn hơn so với các đồng minh NATO ở châu Âu, bình luận về sự đối đầu giữa các đồng minh châu Âu của Mỹ là NATO và Nga, ông Trump nhận định họ đã đánh bại Hitler, họ đã đánh bại Napoleon, đây là một cỗ máy chiến tranh. Ông Trump lưu ý thêm rằng Nga có lãnh thổ rộng lớn hơn nhiều so với các nước châu Âu khác. Về vấn đề này, cựu lãnh đạo Mỹ kêu gọi tăng chi tiêu cho lĩnh vực quốc phòng để đảm bảo an ninh cho các bang. Tại mặt trận Abdipka lúc này, Tập đoàn quân 41 và Tập đoàn quân số 2 của Nga đang mở cuộc tấn công truy quét nhằm tiêu diệt tàn quân Ukraine còn sót lại trong thành phố, trong đó chủ yếu tập trung tại nhà máy than cốc và hóa chất Abdipka. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Sirsky từ chối tuần trước đã ra lệnh cho tất cả quân phòng thủ Ukraine ở Abdiivka rút lui và di chuyển đến vị trí thuận lợi để phòng thủ. Lữ đoàn phòng thủ nội địa số 110 của Ukraine và các binh sĩ khác phải tuyệt vọng rút lui khỏi khoảng cách 3 km cuối cùng. Trước đó, quân đội Ukraine đã triển khai lữ đoàn xung kích Azov số 3 để chặn nhóm tấn công của Nga và yểm trợ cho sự rút lui của lực lượng chủ lực Ukraine. Ngay khi bước vào chiến đấu, lữ đoàn xung kích Azov số 3 đã bị quân Nga bao vây từ mọi hướng. Đại tá Andrei Bilesky, chỉ huy lữ đoàn xung kích Azov số 3, cho biết, ngay khi vừa tiến vào Avdivka, họ đã bị hỏa lực bom pháo quân Nga tấn công dữ dội và buộc phải chiến đấu trong hoàn cảnh tứ bề thọ địch khi quân tấn công Nga có mặt ở khắp nơi. Lữ đoàn xung kích Azov số 3 của quân đội Ukraine được coi là có kinh nghiệm trong hàng trăm trận đánh, từng tham gia chiến dịch phòng thủ Bakhmut và chiến dịch đại phản công vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, lữ đoàn này chưa bao giờ phải chịu thiệt hại lớn. Nhưng giờ đây, bước vào chiến trường Abdipka, các chiến sĩ của lữ đoàn kinh hoàng trước hỏa lực ba chiều dữ dội của quân Nga. Maxim Jolin, phó chỉ huy lữ đoàn, cho biết hỏa lực và sức mạnh của quân đội Nga ở Abdipka vượt xa cả mặt trận Bakhmut khi ở Abdipka bom thả liên hồi. Ngày 20 tháng 2, trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, tôi xác nhận rằng Krimki đã được quét sạch. Theo ông Shoigu, Lực lượng Nga đã chiếm lại Krinky, một đầu cầu của Ukraine ở vùng tà ngạn sông Donetsk hiện do Moscow kiểm soát. Ông Shoigu ghi nhận công sức của lính dù Nga, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 810, lữ đoàn lực lượng đặc biệt dù số 45, các lực lượng tác chiến đặc biệt và hàng không trong việc giải phóng Krinky. Ukraine năm 2023 cho biết họ đã vượt sông và thiết lập các vị trí xung quanh ngôi làng Krinky ở bờ đông do Nga kiểm soát. Việc lính thủy quân lục chiến Ukraine bám trụ tại đây qua nhiều tháng được ví như cái gai bên sườn quân đội Nga. Sau khi lắng nghe ông Shoigu, Tổng thống Putin nhận xét việc Ukraine điều động ngày càng nhiều đơn vị tới cứ điểm gần Kỳ là một hành động liều lĩnh. Ông Putin lưu ý, nó giống như cái bẫy, hết lần này đến lần khác họ vẫn mắc bẫy. Nhưng dù thế nào đi nữa, xét theo thực tế mà chúng ta đang thấy, những hành động liều lĩnh có thể được lặp lại. Vì vậy tôi yêu cầu ông cần lưu ý điều này. Ông Shoigu đã đáp lại, nhấn mạnh rằng đó sẽ là chuyến đi một chiều hồi đầu tuần trước quân đội ukraine khẳng định đã phá hủy tàu đổ bộ tesza kunikov của nga trên biển đen bằng tàu không người lái tự sát theo ukraine tàu đổ bộ cỡ lớn của nga bắt đầu bị do dì nước sau khi bị tấn công sau đó bắt đầu chìm và cuối cùng bị chìm hẳn tuy nhiên ukraine chưa kịp ăn mừng thì một vụ tấn công bằng tên lửa quy mô lớn của quân đội nga đã ập đến một cụm máy bay ném bom chiến lược của nga cất cánh và các cuộc không kích quy mô lớn chống lại Ukraine lại bắt đầu. Không quân Nga đã phái một nhóm máy bay ném bom chiến lược, bao gồm một số máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS, máy bay chiến đấu và máy bay chiến đấu hộ tống tham gia vụ tấn công. Nhóm máy bay ném bom chiến lược Nga cất cánh từ sân bay Olenya ở vùng Musmansky của Nga, sau đó thực hiện các nhiệm vụ phóng tên lửa tương ứng. Nga không công bố lý do cụ thể tiến hành cuộc không kích quy mô lớn này. Báo chí Nga mới đây đã thông tin, Bộ trưởng Quốc phòng Shekheshogu mới đây đã yêu cầu đẩy nhanh việc sản xuất hệ thống tác chiến điện tử, chống máy bay không người lái và cả hệ thống phòng vệ chủ động Arena M cho xe tăng. Nhà thiết kế trưởng của doanh nghiệp phát triển, ông Valery Kasin cho biết, tổ hợp phòng vệ chủ động APS Arena M được thiết kế để bảo vệ xe tăng khỏi các loại đạn rocket và tên lửa chống tăng hay đạn pháo đã trải qua kiểm tra chất lượng và được giới thiệu với đại tướng Shekheshogu. Theo giới quan sát, đây có thể là bước chuẩn bị để sản xuất hàng loạt nhằm trang bị cho các xe tăng ngoài chiến trường. Hiện tại chưa có thông tin cụ thể về tính năng của tổ hợp APS Arena M thế hệ mới có thể được tích hợp trên các xe tăng Nga, chỉ biết rằng đây là bản nâng cấp từ Arena đã ra đời khá lâu và không được đánh giá là sản phẩm thành công. Theo nhà sản xuất Tổ hợp APS Arena nguyên bản có cấu tạo bao gồm trạm cảm biến bố trí gần cuối tháp pháo, bên trong có một radar xung Doppler đa chức năng với tầm bao quát 360 độ xung quanh xe. Các cảm biến sẽ quét xung quanh để phát hiện mối đe dọa từ vũ khí chống tăng. Khi đạn bay về phía chiến xa, thông số mục tiêu sẽ được cảm biến thu nhận rồi truyền về cho máy tính điều khiển. Dựa vào thông số tọa độ, vận tốc của đạn máy tính sẽ kích hoạt vũ khí đánh chặn gồm 26 viên đạn lắp xung quanh, cung cấp góc phòng thủ trong khoảng 220-270 đến 270 độ về phía trước và bên hông xe tăng. Đạn đánh chặn sẽ kích nổ cách xe tăng khoảng 1,5 mét, phóng ra hàng nghìn mảnh nhỏ để tiêu diệt tên lửa hay đầu đạn vũ khí chống tăng của đối phương. Thời gian phản ứng của tổ hợp Arena theo quảng cáo chỉ 0,07 giây, đối phó được mục tiêu có tốc độ lên đến 700 mét trên giây. Nhận dạng mục tiêu giả cũng như đạn xuyên giáp cỡ nòng nhỏ không đủ sức gây hại từ xe tăng. Phạm vi bảo vệ của arena là 50m xung quanh, nhưng cũng yêu cầu bộ binh phải tránh xa xe tăng tối thiểu 50m để tránh bị sát thương bởi mảnh đạn. Đây được xem là một điểm yếu của nó. Trong các cuộc thử nghiệm diễn ra ở quá khứ, arena vẫn không thể hiện được hiệu suất như thiết kế. Bên cạnh đó, do giá thành đắt nên không một xe tăng trực chiến nào của Nga được lắp đặt. Nhưng đối với phiên bản Arena M, các kỹ sư Nga cho biết tính năng kỹ chiến thuật của tổ hợp đã được cải thiện rất nhiều, đủ khả năng để bảo vệ chiến xa trước những vũ khí diệt tăng hiện đại. Trong tình cảnh hiện nay của quân đội Nga, rõ ràng việc bổ sung một tổ hợp APS như Arena M là rất cần thiết, cho dù chưa hoàn thiện thì cũng mang lại tác dụng tâm lý cao. Bên cạnh đó, việc thử lửa ngoài chiến trường sẽ giúp khắc phục những nhược điểm còn lại nhanh hơn. Ngày 20 tháng 2, bộ quốc phòng Nga đã công bố đoàn phim thị trấn Avdievka của Ukraine, nơi mà các lực lượng Nga vừa giành quyền kiểm soát hoàn toàn. Đoạn phim do Bộ Quốc phòng nga công bố cho thấy hầu hết các ngôi nhà ở Abkhazia đều in hằn vết chiến tranh và chìm trong hoang tàn, gần như không thể nhận ra đây từng là nơi có tới 32.000 dân sinh sống. Trong đoạn phim, người ta còn thấy một người lính nga không rõ danh tính đi ngang qua đống đổ nát, mô tả cuộc rút lui hỗn loạn của Ukraine. Hãng tin Reuters của anh nói rằng họ đã có thể xác nhận vị trí của một số đoạn phim do Bộ quốc phòng công bố dựa trên cấu trúc và thiết kế của các tòa nhà gần đó một cây cầu và đường ray xe lửa, khớp với hình ảnh vệ tinh và dữ liệu mà Reuters có. Tuy nhiên theo Reuters, họ không thể xác minh độc lập thời điểm mà đoạn phim được quay. Trước đó vào ngày 19 tháng 2, lữ đoàn cơ giới số 110 của quân đội Ukraine đã công bố đoạn phim cho thấy một nhà máy sản xuất than cốc và hóa chất bị tàn phá ở thị trấn Avdipka đã bị rơi vào tay các lực lượng Nga. Theo Reuters, cảnh quay trong đoạn phim của lữ đoàn cơ giới số 110 về các tòa nhà cây cối và vùng nước khớp với hình ảnh vệ tinh và ảnh của Reuters về khu vực này. Thông qua so sánh dữ liệu thì ngày quay phim cũng đúng như những gì lữ đoàn cơ giới số 110 của quân đội Ukraine công bố. Mới đây trong bài phỏng vấn trên tờ Krasnaya Zveda, người đứng đầu Tổng cục tác chiến, Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, Thượng tướng Sergei Ruskoy đã đưa ra cáo buộc về những tình nguyện viên NATO tham chiến trong quân đội Ukraine. Tướng Ruskoy cho biết, Quân đội NATO cải trang thành lính đánh thuê tham gia chiến sự. Họ điều khiển các hệ thống phòng không và hệ thống tên lửa phóng loạt, đồng thời là một phần của các đơn vị tấn công. Vị tướng nhấn mạnh, quân đội Ukraine sẽ không thể chống lại Nga nếu thiếu sự hỗ trợ đáng kể về tài chính và quân sự từ phương Tây. Tướng Druskoi cũng cho biết, Mỹ và các đồng minh của họ tăng cường trang bị vũ khí và huấn luyện lực lượng vũ trang Ukraine, cung cấp dịch vụ liên lạc và thông tin tình báo, đồng thời gửi cố vấn và chiến binh từ khắp nơi trên thế giới đến Kiev thực chất tuyên bố của ông Muskoy không phải là cá biệt khi đã xuất hiện nhiều nghi vấn về việc các tổ hợp phòng không cực kỳ phức tạp như Patriot đạt được hiệu suất chiến đấu đáng kinh ngạc trong việc đánh chặn tên lửa siêu thanh vào máy bay nga. Moscow cho rằng trong một thời gian quá ngắn huấn luyện binh sĩ ukraine chưa thể vận hành một cách thuần thục Patriot như vậy mà phải có sự hướng dẫn từ NATO. Tuy nhiên Kiev đã bác bỏ mọi cáo buộc kể trên. chuyển sang các tin tức liên quan đến cuộc xung đột ở trung đông Thủ lĩnh Hamas đầu tuần đã đến Ai Cập để đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn. Ngày 19 tháng 2 vừa qua, thủ lĩnh lực lượng vũ trang Hamas, ông Ismail Haniyeh, đã đến Cairo, Ai Cập, để đàm phán với các quan chức Ai Cập. Vài ngày sau khi các nhà hòa giải cho biết triển vọng về một thỏa thuận ngừng bắn mới với Israel đã mở nhạt. Tuyên bố của Hamas cho biết ông Hanidi sẽ thảo luận với các quan chức Ai Cập về tình hình chính trị và diễn biến trên thực địa, cũng như những nỗ lực nhằm ngăn chặn tấn công, cung cấp hàng cứu trợ và đạt các mục tiêu của người Palestine. Trong tuyên bố ngày 17 tháng 2, ông Hanidi đã điều chỉnh các yêu cầu của Hamas, bao gồm ngừng bắn, Israel rút quân khỏi Gaza, chấm dứt phong tỏa lãnh thổ và cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho hàng trăm nghìn thường dân Palestine phải di rời. Tuy nhiên, một vài trong số các yêu cầu này đã bị thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho là ảo tưởng. Bất chấp hàng loạt cuộc gặp với các nhà đàm phán của Israel và của Hamas trong tuần trước, các nhà trung gian hòa giải Ai Cập, Qatar và Mỹ vẫn chưa đạt được tiến triển nào trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 tháng qua. Tổng thống Brazil nhấn mạnh trong một tuyên bố ngày 19 tháng 2 theo giờ địa phương rằng những gì đang xảy ra ở giải Gaza với người dân Palestine chưa từng xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào khác trong lịch sử. Đồng thời, ông cũng so sánh hành động quân sự của Israel với thời kỳ đen tối của Đức Quốc xã. Tuyên bố của ông Lula được đưa ra trong cuộc họp báo bên lề hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi ở Addis Ababa, Ethiopia. Đáp lại, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng bình luận của ông Lula là đáng hổ thẹn và nghiêm trọng. Ngoại trưởng Israel, Israel Kass ngày 19 tháng 2 cũng tuyên bố rằng ông Lula không được chào đón ở quốc gia Trung Đông này cho đến khi ông rút lại bình luận của mình. Ngoại trưởng Kass nhấn mạnh với đại sứ Brazil cho hay, chúng tôi sẽ không quên cũng không tha thứ. Đó là một cuộc tấn công bài do thái nghiêm trọng. Nhân danh công dân Israel cũng như bản thân tôi, hãy nói với Tổng thống Lula rằng ông ấy là người không được chào đón ở Israel cho đến khi ông ấy rút lại lời nói đó. Trong khi đó, ông Lula cũng phải đối mặt với phản ứng dữ dội tại quê nhà vì những phát biểu của mình. Viện Brazil Israel gọi những bình luận của ông là thô tục và cảnh báo chúng có nguy cơ thúc đẩy chủ nghĩa bài do thái. Ngày 20 tháng 2, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, các tàu chiến của nước này ở Biển Đỏ đã đánh chặn và phá hủy hai máy bay không người lái xuất phát từ Yemen. Thông báo của Bộ Trên nêu rõ, trong đêm ngày 19 tháng 2 đến sáng ngày 20 tháng 2, các tàu khu trục đa nhiệm của Pháp đã phát hiện nhiều vụ tấn công bằng máy bay không người lái xuất phát từ Yemen tại các khu vực tuần tra tương ứng của Pháp ở Vịnh Aden và phía nam Biển Đỏ. Hai máy bay không người lái đã bị tấn công và phá hủy. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang giữa các cường quốc phương Tây và lực lượng Houthi ở Yemen đang đẩy khu vực Biển Đỏ vào cảnh an ninh bất ổn nghiêm trọng. Trong bài đăng trên mạng xã hội X Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, bà Ursula von der Leyen cho biết, Liên minh châu Âu EU ngày 19 tháng 2 vừa qua đã chính thức khởi động chiến dịch Aspides, triển khai lực lượng hải quân tại khu vực Biển Đỏ để đảm bảo quyền tự do so hàng hải cho các tàu thương mại trước nguy cơ bị tấn công từ lực lượng Houthi tại Yemen. Chủ tịch EC nhấn mạnh, đây là bước đi hướng tới sự hiện diện mạnh mẽ hơn của châu Âu trên biển để bảo vệ lợi ích của chính châu Âu. Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết thêm, quyết định triển khai lực lượng hải quân của châu Âu tại Biển Đỏ đã nhận được sự đồng thuận trong EU và Italy được giao trọng trách chỉ huy hoạt động tác chiến trên biển. Trước mắt chiến dịch Aspides sẽ được triển khai trong vòng một năm và có thể được xem xét gia hạn. Trung tâm chỉ huy chiến dịch sẽ được đặt tại thành phố Larissa của Hy Lạp và Hy Lạp sẽ giữ vai trò chỉ huy chung. Chương trình xin được tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Các nhân viên làm việc tại tháp Eiffel vừa có cuộc đình công thứ hai trong vòng 2 tháng qua nhằm phản đối cách thức quản lý tài chính đối với công trình kiến trúc nổi tiếng này. Tháp Eiffel, một trong những điểm thu hút khách du lịch hàng đầu thế giới, tiếp tục đóng cửa trong ngày 20 tháng 2, tức ngày thứ hai liên tiếp trong bối cảnh nhân viên kéo dài đình công. Trong một thông báo, công ty CT quản lý tháp cho biết sẽ ngừng dịch vụ tham quan công trình này trong ngày 20 tháng 2. Công ty khuyến nghị những du khách đã mua vé nên hoãn chuyến đi hoặc kiểm tra thông tin trên trang web của công ty trước khi tới đây. Trước đó, trong thông báo chung ngày 19 tháng 2, các nghiệp đoàn kêu gọi chính quyền thành phố Paris cân nhắc các yêu cầu tài chính mà họ đưa ra để đảm bảo cho hoạt động của công trình biểu tượng này cũng như công ty vận hành. Đây là cuộc đình công thứ hai của nhân viên làm việc tại tháp Eiffel trong vòng 2 tháng qua nhằm phản đối cách thức quản lý tài chính đối với công trình kiến trúc nổi tiếng này. Ngày 20 tháng 2, hàng trăm nông dân Hy Lạp đã đổ về thủ đô Athens để kêu gọi hỗ trợ tài chính sau khi chính phủ nước này chấp thuận việc tổ chức một cuộc biểu tình có chất tử tại đây. Hàng chục máy kéo có cảnh sát giao thông hộ tống đang di chuyển đến Athens để tham gia cuộc biểu tình vào tối cùng ngày. Trong khi đó, nhiều nông dân khác từ các vùng canh tác nông nghiệp như đảo Crete tới thủ đô bằng xe khách. Tuần trước, Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis đã gặp các nhà lãnh đạo biểu tình và đưa ra một số nhường bộ. Ngày 19 tháng 2, ông kêu gọi nông dân hạn chế hết mức có thể việc gây gián đoạn các hoạt động do biểu tình. Nhà lãnh đạo Hy Lạp nhấn mạnh, ông hiểu lý do nông dân nước này muốn tổ chức một cuộc biểu tình mang tính biểu tượng ở trung tâm Athens, hưởng ứng các hoạt động tương tự ở thủ đô của hầu hết các nước châu Âu khác. Hoạt động biểu tình của nông dân đang diễn ra trên khắp châu Âu. Người biểu tình huy động máy kéo, lập các chốt chặn giao thông tại Pháp, Đức, Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha và nhiều quốc gia khác. Nông dân muốn nhà chức trách kiểm soát nhập khẩu, giảm thuế nhiên liệu, giá sản phẩm tốt hơn và nới lỏng các quy định về môi trường của Liên minh châu Âu. Điện Kremlin ngày 20 tháng 2 thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đọc thông điệp liên bang trước Quốc hội vào ngày 29 tháng 2 tới. Theo Hiến pháp Nga, hàng năm Tổng thống đọc thông điệp trước Quốc hội liên bang về tình hình đất nước, các định hướng chính sách đối nội và đối ngoại của đất nước. Trong các thông điệp này, người đứng đầu nhà nước Nga thường đưa ra những đánh giá về tình hình trong nước và đề ra các nhiệm vụ cho tương lai. Thông điệp liên bang là một trong những văn kiện then chốt, hoạch định chiến lược làm cơ sở cho việc xác định các mục tiêu và ưu tiên quan trọng hàng đầu cho phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc gia của Liên bang Nga. Bên cạnh đó liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Nga. Theo số liệu cập nhật từ Ủy ban bầu cử Trung ương Nga, trên 2,55 triệu cử tri đã nộp đơn đăng ký bỏ phiếu điện tử từ xa (DEV) Trong số này, trên 1 triệu đơn được nộp thông qua ứng dụng Mobile Voter. Hạn chót nộp đơn là ngày 11 tháng 3. Thông tin trên được công bố trong cuộc họp ngày 19 tháng 2 giữa Ủy ban bầu cử Trung ương với các thành viên Hội đồng Liên bang, tức thượng viện Nga. Theo kế hoạch, bầu cử tổng thống Nga sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 năm 2024. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Nga tổ chức bầu cử tổng thống trong 3 ngày. Bộ ngoại giao Nga cho biết, hiện việc chuẩn bị hòm phiếu tại nước ngoài gần như đã hoàn tất. Mục tiêu của Bộ Ngoại giao là tổ chức cuộc bầu cử một cách hiệu quả, suôn sẻ theo đúng pháp luật. Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.